Dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định phần lớn khả năng thụ thai của trẻ em phụ nữ. Ngoài ra, nếu không có sức khỏe tốt, chế độ dinh dưỡng phù hợp, thai nhi có thể bị suy dinh dưỡng, sinh non, thai lưu, sảy thai. Chính vì thế, việc lên thực đơn chuẩn bị mang thai cần được thực hiện một cách cẩn thận. Hãy cùng tham khảo ngay 7 món ăn tốt cho quá trình thụ thai sau đây nhé. 1. Hàu. Hàu là thực phẩm giàu kẽm, một khoáng chất thiết yếu cho sự sinh sản của cả nam lẫn nữ. Ở nữ giới, kẽm thúc đẩy quá trình phân chia tế bào, một quá trình quan trọng ở giai đoạn đầu của việc mang thai và phát triển thai nhi. Ở nam giới, kẽm được xem là nguyên liệu cần thiết cho việc sản sinh đầy đủ mức testosterone và số lượng tinh trùng. 2. Thịt gà. Thịt gà là thực phẩm giàu niacin, vitamin B3, một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các hormone giới tính. Thiếu hụt niacin có mối liên quan đến các vấn đề sinh sản ở cả nam lẫn nữ, nhưng trong mỗi 85g thịt gà có thể cung cấp 10,6mg niacin, tương đương khoảng 75% nhu cầu khuyến cáo hàng ngày. 3. Hạnh nhân. Hạnh nhân là thực phẩm giàu vitamin E, một loại vitamin chống oxy hóa mà đôi lúc còn được gọi là vitamin sinh sản do vai trò cốt yếu của nó trong sức khỏe sinh sản. Ở phụ nữ, vitamin E giúp cơ thể hấp thu các loại vitamin tan trong chất béo khác vốn cần thiết cho việc sản xuất hormone. Ở nam giới bị suy giảm khả năng sinh sản, việc điều trị với vitamin E cho thấy hiệu quả trong việc làm gia tăng số lượng tinh trùng thấp. 4. Trà. Việc chuyển từ các loại nước ngọt hay cà phê sang uống trà có thể tăng khả năng mang thai. Một trong các mối liên quan giữa trà và khả năng sinh sản là do một hợp chất hóa sinh gọi là hypoxanthin có trong trà. Một loại dịch trong cơ thể cũng có chứa chất này được gọi là dịch nang, bao quanh lấy trứng để giúp nuôi dưỡng trứng trưởng thành trước khi dụng. 5. Trứng. Trứng quả thật là thực phẩm tuyệt vời khi nói đến khả năng tăng cường sinh sản. Chỉ một quả trứng cũng đủ cung cấp 10% nhu cầu khuyến cáo hàng ngày của chất sắt và kẽm, cộng thêm lượng vitamin B dồi dào và 16% nhu cầu khuyến cáo hàng ngày cho vitamin A, giúp hỗ trợ cơ thể sản sinh ra các loại hormone sinh sản. 6. Bắp rang. Bắp rang thường chứa nhiều L-arginine, một loại axit amin cần thiết để sản xuất tinh trùng khỏe mạnh. Theo các nhà nghiên cứu cho thấy, tăng hấp thu L-arginine có thể cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng ở nam giới bị suy giảm khả năng sinh sản. Hơn nữa, loại bắp rang bằng khí nóng, không có sodium hay đường và giàu chất xơ tự nhiên cũng như ít calo và chất béo khiến nó là một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những lựa chọn thú vị hơn để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày của mình. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.